Đấy là một lưu ý hết sức đặc biệt, tức là những đứng trước y, y là nguyên âm cuối cùng, đứng trước y mà là nguyên âm có 5 nguyên âm đúng không, a i o u e, thì chúng mình sẽ không không được biến y dài thành y ngắn mà phải giữ nguyên y dài và thêm s để tạo lập danh từ số nhiều, đúng rồi các bạn nhở. Các bạn ơi, đúng không? Đúng không nhỉ? Nào, ok. Bạn Minh đâu? Bạn Minh đi đâu rồi? Ok, rồi bạn mời bạn Khánh nào. Bạn Khánh nhắc cho cô quy tắc số 1 nào. Quang ơi! Quang bật mic lên, Quang chuẩn bị quy tắc số 2 nhá. Nào Khánh ơi, quy tắc số 1 là gì nhỉ? Để mà có danh từ số nhiều ấy, thì chúng mình làm gì nhỉ? Thêm gì nhỉ? Teacher, để có danh từ số nhiều, ta sẽ phải thêm s. Đúng rồi. Thông Vâng. thường và sau danh từ số ít đúng không nhỉ? Ok, cảm ơn bạn Khánh, rất chính xác. Cách thông thường nhất đó là quy tắc đầu tiên á, là chúng mình chỉ thêm thêm s gì vào sau danh từ số ít thôi là chúng mình đã được danh từ số nhiều rồi. Khánh lấy cho cô một ví dụ nào. Anh lấy cho cô một ví dụ. Cô. One boy sẽ thành two boys. Ok, chính xác. One boy thì sẽ thành two boys. Ok, nào bạn Quang nào. Quang ơi, quy tắc số 2. Quang nhắc cho cô quy tắc số 2 nào. Các bạn có nghe tiếng không vậy? Nào, cô mời Hương Giang nào. Hương Giang nhắc cho cô quy tắc số 2 nào. Những bạn mà cô gọi không có được đó là như nào Còn nhỉ? nữa. Ôi chết rồi, đi học lại không nhớ. Có muốn học cái nữa hay không vậy nhỉ? Nào Hương Giang đâu? Hương Giang nhắc cho cô quy tắc số 2 nào. Giang. Quy tắc số 2 là thêm ES à cô? Thêm es và sau danh từ số ít đúng không, với những từ tận cùng bằng gì nhỉ, với những từ Từ tận cùng bằng gì. cùng là x o Gì nữa. s s Đúng rồi, x o s h c h s s và Z đúng không nhỉ? Lấy cho cô một ví dụ nào. vâng. Lấy cho cô một ví dụ nào. Ví dụ là gì? Tận cùng bằng O nào. Glasses. Glass thì thành glasses đúng không? Chính xác rồi. Chính xác, chính xác. Vâng. Ok, cảm ơn Giang. Nè. Rồi. Nè. Con biết từ này là gì? Ok, còn một quy tắc nữa nhờ, là quy tắc gì các bạn nhỉ? Quy tắc số 4. Nào cô mời bạn Duy Khoa nhé, cho cô quy tắc số 4 nào. Duy Khoa đâu? Em nói cô, quy tắc số 4 là những từ có tận cùng là S thì thay bằng VES. Đúng không? Tận cùng bằng F thì số nhiều sẽ thành VES đúng không nhỉ? Lấy cho cô một ví dụ nào qua do Duy Khoa. Em nói cô là Một cái lá đi. Một cái lá là a leaf. Đúng không? Tận cùng bằng F. Đúng không nào? Sang số nhiều là vâng. gì nhỉ? Olive. Olive sang số nhiều là gì các bạn nhỉ? Chuyển y dài thành y ngắn. Lê. Không có ơ, ví dụ two, hai cái lá là gì nhỉ? Lê. Two leaves. Leaves, đúng không? Đúng không nào các bạn? Đúng không nhỉ? Ok, ngoài ra còn có một số danh từ đặc biệt nào. Các bạn ơi, một con chuột là gì nhỉ?
Cả lớp bật mic lên nào. Một con chuột. Một con chuột là gì nhỉ? Mouse. Mouse. Và nhiều con chuột là gì? Mice. Rồi, một người đàn ông. Men. Ok, nhiều người đàn ông là gì đây? Man. Đâu, man. Men và cũng đọc là men nhưng mà viết cách viết khác nhau đúng không nào? Nào, ví dụ một người, a person chuyển sang số nhiều là gì? A person thì chuyển sang số nhiều là gì nhỉ? Two people. Đúng rồi. A person ví dụ nhiều người là people, đúng chưa? Rồi, một con cừu, sheep. Sheep số nhiều là gì? Sheep. Rất là sheep. Okay. Rồi, bây giờ các bạn lấy vở ra, viết cho cô. Cô sẽ đọc tiếng Việt và các bạn viết cho cô tiếng Anh. 5 câu như bên dưới cô sẽ chat nhá. Câu số 1. Tôi có 1. Tôi có 5 con cừu màu đen. Câu số 2 này. Họ chúng nó là những con mẫu màu trắng. Nào các bạn viết ra vở, sau đó thì chúng mình chụp ảnh gửi cho cô nhá. Nhanh làm nhanh vào luôn này. Mỗi câu đúng chúng mình được 5 sao nhá. 3. Có 1. Ai có đấy cô ơi? Không, cô có. Có 10 đứa trẻ ở trong sân trường. Mẹ ơi! Mẹ! Bốn. Chúng tôi chào Long nha. Xin chào cô. Câu số 5. Mẹ! Con cứ nhắn cho cô cũng được. Làm ra vở trước đi, chụp sau cũng được. Cứ làm ra vở đi, xong cô chữa bây giờ. Ừ.
Rồi đấy, cô có 5 câu hỏi cô đã chat trên cho các bạn rồi. Rồi các bạn, nhiệm vụ các bạn làm ra vở cho cô. Câu thứ nhất này, tôi có 5 con cừu màu đen. Câu thứ hai, chúng nó là những con ngỗng màu trắng. Câu số 3, có 10 đứa trẻ ở trong vườn. Câu số 4, cô ấy có 10 quyển sách, quyển truyện ở trên giá sách. Và câu số 5 là ông của tôi có 7 cái đồng hồ. Cô cho các bạn 5 phút để hoàn thành. Các bạn cứ làm đi nhá, đúng sai không quan trọng, cứ làm, phải làm, sau đó cô chữa thì chúng mình mới biết được là chúng mình đúng hay là sai và sai ở đâu, cần sửa như thế nào. Một số bạn cứ tắt cam là như thế nào nhỉ? Nhìn thấy mặt mũi đâu luôn. Hôm nay thì cô nhảy nhạc. Hả? Ngọt thế nhỉ? Vâng, ngọt mà. Cô Hân xin phép các bạn, cô Hân đi uống nước, cô Hân đi rót đi nước nha, các bạn cứ làm đi, năm cô lên là cô sẽ ok. Nào các bạn ơi, hết thời gian rồi. Các bạn nào làm xong chưa? Bao nhiêu bạn làm xong rồi? Cho tay cô xem nào. Bao nhiêu bạn làm xong rồi? Cho tay cô xem nào. À, có thêm bạn Khánh làm xong rồi đây. Rất tốt. Nào, còn bạn nào nữa không? Bạn Khánh làm xong rồi. Bạn nào nữa? Thu Hương làm chưa con?
Duy Khoa xong chưa? Minh Nhật. Minh Nhật xong chưa? Minh Nhật xong chưa? Em vẫn chưa. Chưa à? Chưa làm xong à? Ôi trời ơi. Rồi em mới xong. Ok. Quang làm xong chưa con? Phương Nhi. Phương Nhi bật cam cho cô Quang Minh. Để cô điện cho mẹ Trang nhá. Sao lại cứ học cứ tắt cam thế này mà gọi không thua. Đi đâu rồi, để cô họ điện cho mẹ Trang xem nào. Em đâu vô nhà em có trục trặc. Nhà em có trục trặc là nhà em nào? Khoa à? Vâng ạ. Ờ, Ngọc Diệp. Ngọc Diệp làm xong chưa? Xong chưa nhỉ các bạn ơi? Phương Nhi ơi, Phương Nhi bật mic, bật cam lên cho cô xem nào. Phương Nhi khỏi ốm chưa? Hà nữa, Hà ơi bật cam lên cho cô nhìn xem nào. Chả nhìn thấy mặt đâu Diệp. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Long làm xong chưa? Làm xong chưa? Ủa, làm sao để share được cái này rồi? Rồi ok các bạn, nếu chưa làm xong, lát nữa kết thúc buổi học làm và chụp gửi hết cho cô nhá. Không bạn nào là không được gửi đâu. Hôm nay có 15 bạn ở trong nhóm này là các bạn đều phải gửi hết. Sau đó cô sẽ gửi đáp án cho các bạn nhá. Còn bây giờ chúng mình sẽ vào bài học của buổi hôm nay, không thì chúng mình sẽ không chạy kịp. Hôm nay chúng mình hai cô sẽ dạy chúng mình hai. Con làm được hết rồi. Ok, cô dạy chúng mình hai phần ngữ pháp. Hôm nay là unit 3, các bạn ghi đi. Nào các bạn lấy vở ra nào. Unit 3 hôm nay chúng mình sẽ học về đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng. Không à. Đại từ nhân xưng. Ok, con chụp ảnh con gửi đi. Ok. Là thế rồi đấy. Nào các bạn nhìn thấy màn hình của cô không nhỉ? Có. Ok. Rồi, hôm nay chúng mình học một bài ngữ pháp nữa, đó là đại từ nhân xưng. Nghe nó thì lạ lạ nhưng mà thực tế những từ này chúng mình học rồi và chúng mình đã gặp rất nhiều rồi. Chính là đại từ nhân xưng đóng vai trò làm chủ ngữ đấy các bạn. Chủ ngữ chúng mình có gì nhỉ? Ai? Mình ghi cho cô này. Đại từ nhân xưng này. Đại từ nhân xưng là sao? Nhân là người, xưng là xưng hô. À, những đại từ dùng để chỉ người và chúng mình để gọi nhau. Được chưa? Thì gọi là đại từ nhân xưng. Chúng mình có từ đầu tiên đó là từ ai. Hôm nay bài này thì chúng mình sẽ đi ngắn gọn và chúng mình học hai bài một lúc. Đại từ nhân xưng thứ nhất là đại từ ai. Ai nghĩa là tôi. Tiếp này. Người nói ấy, người nói, ví dụ cô đang nói với các bạn thì cô là ai và các bạn sẽ là you. Ví dụ cô Hân đang nói chuyện với bạn Hương, cô bảo là Hương ơi, bật mic lên, thì bạn Hương sẽ là người you, bạn Hương là bạn. Cô là ai, cô là tôi, được chưa? Đó. Và cái you, cái ngôi you trong tiếng Anh nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là bạn, số ít, và nghĩa thứ hai là các bạn. Bạn nào đấy giữ trật tự cho cô nhá. À, các bạn này, ví dụ như cô Hân nói với, không nói lúc trước cô Hân nói bạn Hương thì mình bạn Hương là ngôi yêu, thì là ngôi yêu số ít. Nhưng bây giờ cô nói với tất cả 15 bạn trong lớp mình thì các bạn 15 bạn sẽ đóng vai trò là ngôi yêu số nhiều là các bạn. Được chưa? Cô bảo các bạn giữ trật tự, các bạn ghi vào bài vào vở. Được chưa? Rồi, và ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba chúng mình có là we. We nghĩa là chúng tôi, chúng ta. Được chưa? À, cô
Cô muốn nói với lại bạn của cô là chúng tôi đang học tiếng Anh đấy. Chúng tôi thì có cô là người nói và các bạn. Cô là người dạy và các bạn là người học. Thì là we are learning English. Được chưa? Chúng tôi đang học tiếng Anh đấy các bạn ạ. Rồi, ngôi nữa là ngôi they. They là họ, là chúng nó. Được chưa? They là họ và là chúng nó. Ừ, ví dụ như cô Hân nói với một vài một người bạn của cô ở bên ngoài chẳng hạn, là họ họ đang đi du lịch, họ đang đi chơi, họ đang đi mua sắm chẳng hạn, họ hoặc là chúng nó, ví dụ như những đứa trẻ nhà cô đang ở dưới và đang chơi đồ chơi, thì cô muốn nói là những đứa trẻ nhà cô hoặc là chúng nó đang chơi ở dưới nhà dưới chỉ người nhá. Rồi ngoài ra chúng mình còn có he, là anh ấy, ông ấy, chú ấy, cậu ấy, những người con trai, được chưa? He và she là cô ấy, chị ấy, bà ấy, mợ ấy, thím ấy, dì ấy, những người con gái, được chưa? She và it là nó. It ở đây là đồ vật, là con vật, được chưa? It. Các bạn có ghi được không nhỉ? Có ghi được không? Rồi. Rất là đơn giản nhá, những cái chủ ngữ này chúng mình phải học thuộc nhá. Khi mà cô muốn nói là các bạn đang làm gì đấy thì chúng mình phải nhớ là các bạn là ngôi you, được chưa? Các bạn đang làm gì vậy? What are you doing? Được chưa? What are you doing? We are learning, chúng tôi đang học tiếng Anh, we are learning English. Được chưa? We are learning English. Rồi. Nào bây giờ các bạn nhìn vào bài tập số 1. Các bạn chọn cho cô đáp án đúng nào. Cả lớp bật mic lên nha. Nào, các bạn bật mic lên nào. Câu số 1 người ta làm mẫu rồi. Có hai con chim. Ở đây là chọn we và they. Thì người ta đã chọn they rồi này. Câu số 2. Các bạn bật hết mic cho cô nào. Turn on the microphone please. Bật mic lên nào. Câu số 2 đáp án của các bạn là gì nhỉ? Là she. Là she. Câu số 3. We chính xác. Hai người ở đây we. He là anh ấy thì không có đúng, trong đây có hai người phải là chúng tôi. Tiếp. Cái cậu bé này đang nói về hai người kia. You. You chính xác. You. Rồi, chính xác. Rồi, câu số 5. Ba con voi này. Rồi. Đây. Câu số 6. Chị và chị. Hai. Câu 7. It. Very good. It. Câu 8. He. Câu 10. She. Ok, rất chính xác. Cảm ơn các bạn. Câu số 2 nào. Câu số 2. Viết chủ ngữ cho cô bài số 2. Nào, bài số 2, câu số 2, nhìn vào tranh và viết chủ ngữ cho cô. Câu số 1, they ở đây là những quả bóng bay, thấy chưa? Chúng là những quả bóng bay. Nào, câu số 2. She. He hay she? She. Đúng không? Nhìn cô ấy mặc váy, rõ ràng là mặc váy như thế này mà lại bảo là he à? She. Rồi, ok, tranh số 3. Nào, câu số 3. It chính xác, it. Rất tốt. Câu số 4. He very good. Câu số 5. Nhiều quả táo. Rồi. Rồi, nhiều quả táo. Chúng nó chúng là những quả táo màu đỏ. They are red apples. Số nhiều đúng không? They are red. 1 2 3 4 5 6 7 7 red apples. Rồi, câu 6. Is. Câu 7. She. Câu 8. She đúng không? Câu 8 cũng là she. Rồi, ok, rất tốt. Rồi, bây giờ đến bài số 3 này. Chúng mình quan sát bức tranh này cho cô. Trong bức tranh này các bạn đang chơi ở trong công viên. Và các bạn sẽ định hình cho cô đại từ nhân xưng cho từng số 1. Ví dụ chúng mình làm từ trên xuống dưới nè. Câu số 4 nè. Câu số 4 là quả bóng đúng không? Quả bóng là gì nhỉ? Đại từ nhân thay thế cho nó là gì? It. Rồi. It. Ok, rất tốt. Câu số 6.
Số 6 là cô là cái cô gái này đúng không? She. 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 Câu số 5. She. He. He. Câu 7. It. It. Đúng rồi, it thay cho it. Con chó đúng không? It. Thay cho con chó đúng không? Rồi, câu 3 thì sao? She. He. 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 Rồi, câu số 2. She. She. Rồi. She. Câu 1 mà. She. I. She. I. She. She. Sao lại ai nhỉ? Sao lại ai? She. She. Rồi. Rồi, chính xác. She. Chính xác. Rất tốt. Rồi, bây giờ bài số 4. Chúng mình có 16 câu. Nào. Câu một số 1, người ta đã thay từ Sophie, người ta đã thay từ Sophie bằng đại từ nhân xưng tương tự. Sophie là con gái nên sẽ thay là she, được chưa? Rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cho cô câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 làm đến câu 8. Còn lại các câu còn lại chúng mình về nhà làm, được chưa? Nào câu 2 nào. Câu 2, Peter là con trai sẽ thay bằng gì? He. Rồi. You and Lisa. Bạn rồi. Là Lisa. Bạn là Lisa. Dây. Ừ, đúng rồi, dây. Tiếp, mom. You. Mom sao lại là you được? Mẹ mà. Mẹ mà. Mẹ phải là cô ấy chứ. Đúng không? She, đúng không nào? Đúng không? Mẹ phải là she chứ đúng không nào? Đúng không? Mark and I nào. Mark và tôi. Thay bằng từ gì đây? Nhớ là có tôi ở trong đấy. Có tôi ở trong đấy chúng mình phải dùng gì nhỉ? You. Không. We. Chúng tôi. Đúng không? Có tôi ở trong đấy thì chúng mình phải là we. We. Ừ. Đúng không các bạn? Mark and I. Mark và tôi. Chúng tôi đang học tiếng Anh chẳng hạn. Câu số 6 nào. Lily and Tom. Dây, đúng rồi. Câu 7. Dogs. It. Dog số it. Nhiều. Dog số nhiều. Nhìn it. Cho cô. Dog số nhiều. Dây. Ừ, đúng rồi. Dog số nhiều phải là dây, không phải là a. Đây là thay đại từ nhân xưng tương ứng cơ mà. Vâng. Ừ. Rồi câu số 7, mom and dad. Bố và mẹ. Parents. Dây. Dây. Dây đúng không nhỉ? Dây. Có đúng không nhỉ? Không. Bố và mẹ đúng rồi. Trong trường hợp này các bạn có thể thay là you. Bố mẹ. Đúng rồi. Thay là yêu không phải là dây đâu nhá. Bố và mẹ. Bố và mẹ đang làm gì đấy chẳng hạn, được chưa? Mom and dad, what are you doing? Khi chúng mình đi học về, chúng mình nhìn thấy cả bố và mẹ, chúng mình sẽ nói là mom and dad, what are you doing? Bố và mẹ đang làm gì đấy, được chưa? Mom and dad hay là we. Rồi, bây giờ chúng mình về nhà làm cho cô từ câu 9 đến câu 16 nhé. Nào, bài số 6 nào. Bài số 6 nào, chọn cho cô đáp án đúng nào. Tranh số 1, cô có 4 đáp án. He, it, she và they. Người ta đã chọn mẫu là he rồi. Tranh số 2. They. Đây. Ừ, đây. Trang số 3. She, đúng rồi. Trang số 4. Chị mở ra. Trang số 4. It. It á, có
hai mà, có hai cái giày mà. Giày. Đúng rồi, giày nhá. Giày mới đúng nhá, không phải giày luôn luôn là số nhiều và có hai cái chứ không thể là một cái giày, không được gọi là một đôi giày và hai cái giày với cả đôi giày. Nào câu số 5. Nào một cái tủ nào, một cái tủ này. Chính xác. Câu số 6. Ít. Đúng rồi, một cái mũ là ít. Câu số 7. Dây. Đúng rồi, tại vì có 4 quả chuối, đúng không? Therefore, banana. Câu số 8. Chị bấm cái gì đấy? Nào, câu số 8 nào. Dây. Dây. Câu số 8 là gì các bạn nhỉ? Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn. Dây. Ok. Câu số 9. Câu 9. Dây. Có 3 cái con gì đây nhỉ? Con vịt. 3 con. Dây. Câu số 10. Dây. Đúng rồi, câu số 11. She đúng không? Cô gái. Đúng không? She. Đúng không nhỉ? Cô thấy một số bạn không trả lời đâu. Không trả lời là sao? Có học hay không? Để đấy à, học bật lên, bật mic, bật máy lên đấy xong rồi đi đâu à? Sơn không thấy, Phương Nhi không thấy này, Hà không thấy bật cam này. Diệp này. Có học hay không? Hương Giang không thấy đâu này. Các bạn học kiểu gì đây? Rồi, câu số 12 nào. Dây. Câu 13. Dây. Rồi, 14. She, rất chính xác. 15. Dây. 16. It. Chính xác. Một ngôi nhà. It. Rồi, bây giờ đến bài số 7. Nào. Bài này các bạn sẽ thay thế những cái từ màu đỏ hoặc là thay thế chủ ngữ bằng một đại từ nhân xưng tương ứng. Ví dụ, câu số 1. Peter is in the bathroom. Peter thì đang ở trong phòng tắm. Và người ta thay thế bằng He is in the bathroom. Thay từ Peter là chủ ngữ bằng đại từ nhân xưng he, anh ấy. Bây giờ các bạn sẽ làm cho cô những câu còn lại. Chúng mình sẽ có khá nhiều câu đây nha. Rồi, đây là bài cuối cùng rồi. Cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm câu số 1 này, Daisy này. Dễ. My brother, câu 3. Mày lại bỏ dễ đi. 4. Nào, chàng trai gầy sớm. Nào, bạn Quang làm cho cô câu số 2. Daisy is a nice. Này thì dễ. Bạn Nhật làm cho cô câu số 3. Yes. My brother is cute. Nhắn luôn lên nhóm cho cô. Nhắn luôn lên chat cho cô. Bạn Bảo làm cho cô câu số 3. This calculator is red. Cái máy tính này thì màu đỏ. Câu số 3. Bạn tiếp theo là bạn Khánh làm cho cô câu 4. The school things are expensive. Những cái dụng cụ đồ dùng học tập thì rất là đắt. Bạn Phương Mỹ làm cho cô câu số 5 đúng không nhỉ? Đấy, con giỏi. You and Mary are students. Bạn và Mary. You and Mary. Ơi. Đó, được chưa? Một số câu cô chữa mẫu một số câu nào các bạn.
chat luôn cho cô đi. Bạn nào làm rồi đây? Minh Nhật làm rồi đúng không? Minh Nhật phải ghi số cho cô. Ví dụ Minh Nhật câu số 3. À, Minh Nhật câu số 2 đúng không? Quang, Quang câu số 1. Các bạn khác làm ra vở cho cô đi. Các bạn Quang Minh thì cứ đi ra đi vào nhỉ. Bảo câu số 3. Thôi thế chọn đồ dùng gì? Cái câu 4 ấy. Câu 4 thì các bạn sẽ thay những cái từ màu đỏ, những cái từ chủ ngữ này bằng đại từ nhân xưng tương ứng. Ví dụ như là một đồ vật thì chúng mình thay bằng it, nhưng mà nhiều đồ vật chúng mình phải dùng là gì? They. They. Nào bạn Bảo nhắn, bạn Bảo nhắn câu của bạn Bảo nào. Bạn Khánh nhắn bạn cô em đang nhắn ơi. Phương Mỹ nhắn cho cô câu của Phương Mỹ nhanh lên. Các bạn khác làm đi. Bảo ơi, Bảo ơi là Bảo ơi. Cô em nhắn nhầm chứ không phải là em nhắn cái đấy đâu. À thế hả? Rồi, cô thấy một số bạn làm đúng rồi này. Bạn Quang chưa trả bài cô câu số 1 đâu nha Quang nhá. Bạn Nhật đúng rồi đấy, bạn Nhật thay từ my brother bằng từ he. Anh trai của tôi thì thay bằng anh ấy, đúng rồi. My brother is cute, he is cute. Bằng nghĩa của nhau. My brother khi lặp lại trong tiếng Anh, khi mà nói một nhiều câu liên tiếp với nhau trong một đoạn văn ấy, thì người ta không nhắc lại chủ ngữ đâu, người ta sẽ thay thế bằng đại từ nhân xưng. Được chưa? Ví dụ như là câu cô vừa nói đấy, my brother is cute. Sau đó thì câu thứ hai cô muốn nói là anh ấy thì 5-6 tuổi chẳng hạn. He is 6 years old. Thì cô sẽ không nhắc lại là my brother nữa, tại vì từ đấy nhắc ở trên rồi, nên chúng mình sẽ thay bằng he. He is 6 years old. Anh ấy 6, em ấy 6 tuổi, được chưa? Rồi, cô thấy bạn Nhật làm đúng rồi này, cô khen bạn Nhật này. Bạn Khánh cũng làm đúng rồi, bạn Khánh câu số 4. They are, the school things are expensive. Những cái đồ dùng học tập ở trường học, đồ dùng học tập thì rất là đắt, thì bạn ấy thay từ the school things thay bằng từ they. Đúng không nhở? Tại vì từ things này là số nhiều, những, thế chúng mình thay bằng they, chính xác. Cô cũng khen bạn Khánh này. Rồi, bạn tiếp theo là bạn bạn Quang, she is a nice girl, chính xác rồi. Daisy là con gái, vậy thì câu số 1 chúng mình sẽ thay từ Daisy bằng từ she. She is a nice girl, rất tốt. Bạn Mỹ, bạn ấy ghi là they are student. Student bạn ấy viết thành study. Nhưng mà theo các bạn, chỗ này có nên thay bằng they có đúng không nhỉ? You and Mary, bạn và Mary thì sẽ bằng với từ we các bạn ạ. You, quên xin lỗi các bạn. You. You are student. Câu số 5 á, you are student thì đúng hơn nào. Bạn và Mary, các bạn là học sinh. Được chưa? Các bạn là học sinh. Tại vì từ you nó có hai nghĩa. Một là một người bạn và hai là nhiều người bạn. Được chưa? You are students. Và câu của bạn Bảo, bạn Bảo làm bị nhầm lẫn một chút rồi. This calculator is red.
một cái máy tính thì chúng mình thay thế đó là đồ vật và là số ít. Vậy thì chúng mình sẽ thay nó bằng it. This calculator thì thay bằng it. Vậy thì câu đúng sẽ là gì các bạn? It is red. Đúng không? Có bao nhiêu bạn làm như cô? Bạn Bảo bị nhầm một chút xíu là đã từ it thay rồi thì mình phải bỏ từ calculator đi. Được chưa? Bỏ từ calculator đi. It is red. Đấy chưa? Cả từ, Bảo nhớ cho con, cả từ this calculator sẽ thay bằng từ it thôi nhá. Dạ vâng. Ok, good job. Rồi, về nhà các bạn sẽ hoàn thành nốt những cái bài, những cái câu còn lại. Cô còn một câu này, hai câu, ba câu, bốn câu, năm câu, sáu câu nữa. Bạn Giang đâu nhỉ? Hương Giang với Sơn đâu nhỉ? Còn học không đấy về nhỉ? Hương Giang. Em đây. Sơn. Em đi đâu rồi? Sơn. Có hiểu bài không? Nào, không ok. Có. Rồi, làm. Sơn làm cho cô câu số 6. Giang câu số 7. Sơn là câu these chair are good. Sơn là, Giang là, quên xin lỗi Giang là câu these chair are good này. Sơn là câu the school bus is yellow, câu số 7. Bạn Diệp, Ngọc Diệp đâu? Ngọc Diệp làm cho cô câu Tom and I are going home. Tom và tôi thì đang đi về nhà. Diệp, có nghe tiếng không? Tiếp theo, bạn Hà. Bạn Hà làm cho cô câu these flowers are pink. These flowers are pink. Bạn Hà sẽ làm cho cô câu đấy. Câu số 8 thì phải nhờ. 6, 7, 8, đúng rồi. 9. 9. Bạn Hà làm cho cô câu 9 này. These flowers are pink. Và câu số 10. Tim's drawing is cute. Bạn là Khoa. Bạn Khoa làm cho cô câu số 10. Tim's drawing, thay những cái từ màu đỏ này này, những cái từ chủ ngữ á, bằng một đại từ nhân xưng tương ứng. Bạn Duy Khoa có nghe tiếng không nhở? Duy Khoa làm cho cô câu 10, có nghe tiếng không? Tim's drawing is cute. Các bạn nhắn lên chat luôn cho cô đi. Tim's drawing is cute, tức là cái bản vẽ. Drawing là bản vẽ của Tim thì rất là sinh động, rất là đáng yêu, chẳng hạn ngộ nghĩnh chẳng hạn. Rồi, và câu số 11, bạn Thu Hương làm cho cô câu 11. Sarah is a student. Con sẽ thay từ Sarah bằng một đại từ nhân xưng. À, câu 12 đấy, quên. Nào, cô giao cho các bạn rồi, bây giờ các bạn nhắn lên cho cô đi nhanh lên xem nào. Đáp án của các bạn là gì? Long ơi. Dạ. Con có hiểu bài không? Em cả. Có hiểu bài không? Có khó khăn ở đâu không? Long làm cho cô câu Long làm cho cô câu cuối cùng này nhá. Câu Sarah is a student. Con sẽ thay từ Sarah bằng một đại từ nhân xưng. Sarah là con gái. Thì chúng mình sẽ thay từ này bằng một đại từ nhân xưng, sau đó thì viết lại câu và chat gửi đáp án cho cô nhá. Cô ơi cô. Ừ. Hỏi đi. Cô gạt tên cho con xem. Cô ơi cho em xem lại câu của em để em viết. Đây. Ơ, sao nó không in đâu? Đó. Cô em nhìn nó cứ mờ mờ gì, em chả nhìn thấy cái gì hết cô ạ. Mờ mờ. Vâng. These chair are good. Cô ơi cô, nó in đỏ cái câu nào đấy? À, hai câu này người ta lại không in đỏ rồi. Các bạn lấy thay từ
Câu của Giang là this chair thay bằng từ khác, còn của Sơn là the school bus. The school bus thay bằng từ khác. Rồi, cô thấy câu trả lời của Thu Hương rồi. Nào, Ngọc Diệp, Sơn, Giang. Bạn nào nhỉ? Cô gọi bạn nào nữa nhỉ? Hà, Long, Duy Khoa. Nào, các bạn trả bài cho cô. Cô cho em xem lại câu của em. Cô em là câu nào? Bạn nào nói đấy? Khoa, Khoa đây. Teams drawing. Chết rồi, xuống lấy mẹ cái sáng rồi. Teams drawing is cute. Teams drawing is cute. Cô ơi, cho em xem lại câu em cái, em đã nhìn được gì đâu. Giang à? Sao từ lấy đến giờ vẫn chưa nhìn được là sao? This chair, cô đọc thế là biết rồi còn gì nữa. This chair are good. Những cái ghế này thì rất là tốt. Đấy, câu của Giang cô vừa nhắn rồi đấy. School bird is yellow. Sao hơn rồi? Cái gì nó trên nó giữa mà thì những bạn kém à? Đấy, mất đen chưa? Chưa. Chưa. Vẫn còn tao đồng luôn. Đâu? Có cái gì đen đâu nhỉ? Đấy, lại hay là đen. Hết chưa? Chưa. Ủa sao vẫn chưa? Đấy, ok, gần hết rồi. Nào, đáp án của các bạn là gì? Lâu thế nhỉ? Có thay mỗi cái từ thế thôi mà sao lâu vậy? Tạt nước nhờ cô. Không đợi. It is the good stuff. Giang ơi, con có hiểu bài không vậy? Sao lại là it is? Con có nhưng mà con nhìn thì nó cứ mờ mờ, con có nhìn rõ đâu. Cô chat cho con cái chữ còn gì nữa là share đấy, share là số nhiều rồi, nghe share là biết số nhiều rồi mà thay bằng it à? Mà động từ lại còn không có nữa. Động từ lại còn không có thì làm sao mà đúng hả con? Đây là good. They are lại biết thiếu cái gì rồi. A lại biết muốn chữ A không à. She is pink. She á, sao lại she nhỉ? These flowers, Hà ơi, these flowers are pink. Những cái bông hoa này màu xanh, chứ không phải là cô ấy màu hồng, chứ không phải là cô ấy màu hồng. Hà sửa lại cho cô. Nào, cô chữa nhá câu của bạn Giang này. They are good. Rồi, bạn Giang viết đúng rồi. Tiếp câu của bạn Sơn. The school bus is yellow. Cái xe buýt trường học màu vàng thì thay bằng it is yellow. Đúng rồi. Chính xác. Câu tiếp theo này, Tom and I are going home. Bạn Diệp không thấy trả bài cho cô nhỉ? Bạn Diệp ơi. Em nhắn rồi mà cô. Cô có thấy đâu?
À rồi, rồi 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 rồi, cảm ơn con, nó tít trên đầu. Đúng rồi, we are going home, chính xác, bạn Diệp làm đúng rồi, ok bạn Diệp. Tom và ai, Tom and I, Tom và tôi, đúng không? Chính xác, chúng tôi đang đi về nhà. Rồi, câu của bạn Hà có đáp án mới chưa nào? Bạn Hà ơi, sẽ thay these flowers, sẽ thay bằng they are pink, đúng không? À, những bông hoa này thì màu hồng, đúng không? Thì thay là chúng màu hồng. Tiếp này. Ôi cô. Ơi. Cho con ao ra để con còn đi đến đấy. Ừ. Ừ, được rồi, đến đi. À, à rồi, rồi. Ừ. À, gì nhỉ? Chào cô. Ừ. Câu của bạn Khoa này. Tim's drawing is cute. Cái bản vẽ của Tim thay bằng gì nhỉ? Khoa nhỉ? It, đúng không? It is cute. Đúng rồi, bạn Khoa làm rất chính xác. Câu cuối cùng. Sarah is a student. Câu này Long làm được không con? Sarah là con gái thay bằng gì nhỉ? Câu này dễ mà. Bạn Hương mà làm đúng rồi đấy. Bạn làm đúng lâu rồi đấy. She is a student. Đúng không? Đúng không nào? Có bạn nào làm khác đáp án của cô không? Cô à. Rồi, không làm khác là đúng rồi, thì là tốt. Rồi, ok. Vậy thì bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Bài học hôm nay thì khá là ngắn gọn và đơn giản. Chúng mình về nhà học nắm vững cho cô các cái chủ ngữ đúng này, đó, các cái đại từ nhân xưng này nhá. Được chưa? Mình về nhà học thuộc cho cô các đại từ nhân xưng này và đặt làm các cái bài tập này làm lại. Cô sẽ gửi tài liệu lên nhóm, chúng mình làm lại và trả bài cho cô. Được chưa? Được chưa nhỉ? Sau đó thì hôm buổi tới chúng mình sẽ học về động từ to be. Các bạn sẽ nghiên cứu trước cho cô về các động từ to be nhá. Thứ bảy tuần sau chúng mình sẽ học okay. Về động từ to be. Ok, it's time to say goodbye. Goodbye. Ok, trả bài cho cô đã nhá, chụp ảnh. Chào con nha. Chào cô. Ok, bye bye teacher. Gửi lại cho cô tất cả các bài mà cô yêu cầu các bạn vừa làm lên nhóm. Hey à? Cái bài lúc đầu ấy, cái bài lúc đầu dịch mấy câu ra tiếng Việt cho cô ấy. Là cô chỉ thấy muốn bạn Khánh gửi thôi, các bạn khác. Cô dịch ra tiếng Anh mà đúng. Đâu gì ra tiếng Anh, xin lỗi. Các bạn khác làm và chụp ảnh gửi lên nhóm cho cô nhá. Ok. Bye bye. Bye bye. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chúc cô thứ bảy vui vẻ. Ok, cảm ơn con.